Chào các bạn, ở video này, Sài Gòn Bếp sẽ giới thiệu đến các bạn một số chảo gang lót được sử dụng rộng rãi và phổ biến trên thị trường hiện nay. Đi vào sản phẩm đầu tiên, đó chính là chảo gang L9MW, là một sản phẩm chất lượng cao của thương hiệu lót. Hãng chuyên sản xuất các sản phẩm gang đúc từ năm 1896 tại Mỹ. Chảo được làm từ chất liệu gang đúc, giúp nhiệt lan tỏa đều và giữ nhiệt tốt, tạo điều kiện cho việc chiên, rán, xào, nướng, áp chảo các loại thực phẩm. Chảo có đường kính miệng là 23cm. Kích thước này phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình hoặc các buổi tiệc nhỏ. Chảo được thiết kế với hai quay tiện dụng, giúp dễ dàng di chuyển và nâng lên hạ xuống. Tiếp theo đó là khay gang lót hình oval HOSD, dùng cho các món nướng. Khay phù hợp với các món khai vị nóng, lạnh, nước sốt và món tráng miệng nhờ khả năng giữ nhiệt tối ưu. Thiết kế hình oval cùng hai tay cầm thuận tiện trong quá trình chế biến thức ăn, dễ cầm nắm, dễ dàng sử dụng cho lò nướng hoặc chế biến bằng bếp. Khay rất thích hợp để sử dụng cho các món bít tết, các món chiên, xào, rán, nướng. Tiếp theo đó chính là chảo gang lót L8SK3, được làm từ gang đúc màu đen cực kỳ sang trọng. Chảo được thiết kế dạng tròn, có gắn dài và vai cầm đối diện chắc chắn được đúc liền khối với phần thân chảo. Chảo với đường kính miệng lớn nhất là 26cm, đường kính đáy là 25,4cm, có thể sử dụng đa năng để chế biến nhiều món ăn khác nhau như chiên, xào và áp chảo. Tiếp theo đó chính là chảo gang lót L8GB3 với đường kính miệng chảo là 25,5cm, đường kính đáy chảo là 22cm và chiều cao là 5cm. Kích thước vừa đủ cho một hộ gia đình từ 2 đến 3 người. Chảo được thiết kế với các rãnh thành chảo cao với một tay cầm và một vai cầm. Chảo gang lót có rãnh là sự lựa chọn hoàn hảo để làm các món như bít tết, áp chảo, bỏ lò đều rất thơm ngon và hấp dẫn. Nói tiếp sản phẩm L8GP3 là chảo gang lót L8SGP3, có thiết kế vuông vắn hơn, có đường kính lòng chảo là 26,67cm, chiều cao là 4,44cm và có trọng lượng là 2,9kg. Có thể sử dụng đa năng để chế biến nhiều món ăn như chiên, xào và áp chảo. Đó là một số chảo gang lót thông dụng được Sài Gòn Bếp điểm qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.